Emry xin mến chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác, anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Emry đang có mặt trên đường Phó Cơ Điều đây, phường 6, quận 11 ha. Đồng hồ Emry bây giờ cũng là 10 giờ 5 phút rồi. Nên gia đình chúng ta thấy giai đoạn này thì nắng kinh khủng lắm. Mặc dù 10 giờ thôi nhưng mà nắng gọi là cháy da luôn. Sài Gòn dạo này thì quá trời nóng, phải nói là nóng dữ luôn rồi. Thì hôm nay thì sẽ mời gia đình chúng ta để cùng em đi một vòng khu vực bên đây xem tình hình kinh doanh của bà con thì như thế nào. Đó thì những cái cửa hàng bây giờ thì thấy là cũng cửa đóng then cài rồi, rất là vắng, rất là chậm luôn ha. Tình hình thì coi như là khá là bớt xê lết luôn. Đây cả nhà mình thấy đây, te tua tơi tả hoa lá cầm hết trơn ha, nhìn rất là chậm, chậm quá trời chậm luôn. Đó thì cuộc sống mà nhìn thấy là theo tour bus xe lết như này nè, cũng khá là buồn. Để mà kinh doanh buôn bán rồi sinh sống nữa thì những cái mặt tiền bây giờ là không có làm ăn gì được hết trơn. Cho thuê thì không ai thuê, bán thì không ai mua, kinh doanh thì vắng và ế. Cho nên là nhiều khi thì xây đi ngoảnh lại một điều gọi là nằm trong cái tình dòng lẫn quẩn là bế tắc luôn đó, ha. Đó thì rửa xe mô tô thay nhớt 30k đúng không, cà phê thấy không? Bây giờ rửa xe mà cái giá mà mặt tiền mà rửa xe cái giá gọi là mô tô, dùng mô tô chứ không phải là xe gắn máy nữa nha, giá gọi là giá cực kỳ mềm luôn, chỉ có 30k thôi đó mà vậy mà còn vắng còn ế nữa. Ở đây có một cái ngôi chợ rất là nổi tiếng này, đây là chợ Thiết ha. Thứ nhất là chuyên về kinh doanh vàng bạc, thứ hai là chuyên về bán về gọi là rau củ quả thịt đây, cho bà con đây. Đó thì có nhiều anh chị nói là Ri ơi, Ri vào trong cái chợ Thiết đi review giùm anh. Tại vì trước đây anh sống ở đây nè, cho nên là bây giờ anh cũng muốn là xem lại cái khu vực chợ Thiết bây giờ như thế nào. Mặc dù Ri cũng rất là cố gắng rồi, nhưng mà vào chợ Thiết thì vào trong chợ thì ban quản lý bảo vệ người ta không có cho quay, người ta đuổi ra. Cho nên là Ri có thể chỉ có thể là chạy xung quanh phía vòng vòng bên ngoài nè. Để gia đình chúng ta thấy đó, thì bây giờ là coi như là chợ bây giờ rất là vắng. Tại vì đi giờ này 10 giờ rồi, chợ thì cũng đã tan rồi. Thật sự mà chợ mà đông nhất á, thì trong cái khoảng thời gian đó, từ 7 giờ rưỡi ha, 7 giờ rưỡi tới 9 giờ là khoảng thời gian đó là chợ rất là đông. Nhưng mà đông là giờ đó là giờ vàng, giờ cao điểm nha. Nhưng mà thật sự mà nói đi vào đó thì bà con thấy là vắng tẻo một teo à. Bây giờ hàng quá mình thấy bà con đâu dám lấy nhiều đâu, lấy là ít ít để mà bán thôi, mà cũng còn đầy hết trơn. Nó kinh doanh giờ rất là khó khăn ha. Coi như là ngày xưa mà cái chợ nổi tiếng bao nhiêu thì bây giờ cái chợ nó lại vắng bấy nhiêu, mà thấy khó khăn vậy đó. Đó anh nhìn nè, cũng giờ này 10 giờ cũng còn le rai ha, lai gai bà con đi chợ đây. Nhưng mà mình để đi, mỗi người ta đi chợ nó mua rất là ít đó, thì bán gần là ít ít à, còn bán không được nữa. Chợ giờ là chợ truyền thống bây giờ coi như là kêu cứu rồi đó, bà con tiểu thương thì bây giờ là coi như là bán nhưng mà khả năng rổ là nhiều đó, ít có lời lắm. Thấy giờ này mà thịt còn đầy hết chứ, nguyên cái sạp thịt đó quá trời luôn đó, thì làm sao mà kinh doanh sống nổi sao lời nữa. Đây nè, còn đầy đó, thì để kia nhìn vô chợ nè, bên trong chợ thì thấy vắng tẻo đầu teo ha, nó rất là vắng luôn. Nhưng mà không vào trong được, rồi trong review là bị đuổi ra ngay đó, người ta chửi cho đuổi ra. Nó thì mấy ông bảo vệ trong này ổng dữ dữ lắm, cho nên cũng sợ mấy ổng. Nó thì để đi một vòng ha, vòng để gia đình chúng ta thấy được cuộc sống kinh doanh mua bán của bà con giờ te tua tơi tả chứ ha, đừng chậm quá trời chậm luôn. Đó thì đi lên đây để mình thấy giờ mà thật sự mà nói ở chợ cũng không biết buôn bán gì. Ở trong là sạp là bỏ trống bỏ hoang rất là nhiều rồi, nhiều người bán mà trụ không nổi á, rồi người ta nản luôn. Bây giờ sạp thì cho thuê thì không ai thuê, bán thì không ai mua, riết rồi ta bỏ hoang bỏ trống luôn đó. Thì nhiều anh chị em không có việc làm nên là từ từ người ta phải gọi là không dám mà ngồi hoài, ngồi hoài thì không có tiền sống, cho nên là phải có đồng ra đồng vô. Là bằng cách nào, người ta là thuê những cái dù nè, hoặc là thuê những cái chỗ 1-2 mét vuông vậy đó, để những cái xịa rau này kia xuống để người ta bán sống qua ngày thôi. Mà thật sự mà nói là ế, rất là ế luôn.
tình hình bây giờ đó, bán chậm. Bây giờ là thịt là còn đầy chứ, thấy chợ mà tan rồi, mà kiểu này thì bán sao bán nổi đó. Te tua luôn ha, rất là chậm luôn rồi. Nhìn những cái hoàn cảnh bà con mình mới thấy được đó. Bây giờ coi như là không biết nói sao luôn ha, chậm mà chậm đủ kiểu luôn. Đó, thấy là quá trời luôn, te tua tơi tả bớt xôi lớp luôn. Để đi xích xuống xích đây xúc nữa ha, chỗ đường Trần Quý nữa. À, chạy đường Trần Quý luôn, một trong những cái tuyến đường nổi tiếng này. Để gia đình chúng ta thấy bây giờ kinh doanh buôn bán mình thấy hai bên đường đó thì có leo hoe đâu có còn gì đâu. Thịt đồ bây giờ còn nguyên một cái sạp thịt quá trời bên kia luôn đó, sao mà bán sao mà kinh doanh không thấy nó quá trời luôn. Giờ này mà còn một cái sạp thịt như vậy á, coi như là hôm nay kinh doanh là coi như là lỗ nặng rồi, bán không nổi nữa rồi. Chậm ha, quá trời luôn nè. Wow. Một sạp thịt luôn là chỗ này thì làm sao mà bán, vắng quá trời vắng luôn. Bây giờ đó 10 giờ trưa chợ tan rồi mà thịt thì còn đầy, cho nên là mình mới thấy được á, kinh doanh bây giờ coi như là bớt xí lớp luôn. Khu vực mà nối theo chợ đấy mình thấy là rất khá là đông luôn, nhưng mà khách thì bây giờ không biết nói sao nữa. Những tiệm tạp hóa ngày xưa là 5-3 nhân viên phụ bán suốt ngày, từ sáng đến chiều bán không kịp. Còn bây giờ mình thấy như còn có bà chủ, mình bà chủ mà không có ai vô đó, vắng quá trời vắng luôn ha. Nhìn kinh doanh giờ thấy tội quá, nó bán kiểu gì nó cũng ế hết trơn, cũng chậm hết trơn. Rồi bây giờ xin việc làm mới là chết nữa. Bây giờ mà kêu đi vô xin việc làm biết ai thuê để mà xin nữa. Đó thì cầm cái bộ hồ sơ chạy vòng vòng nó bài, nó không có việc gì làm. Rồi các anh thì sao, các anh không việc gì làm thì bây giờ bắt buộc phải chạy sơm công nghệ để có thu nhập liền, thu nhập mỗi ngày, chứ thôi lấy gì sống. Đó thì sơm công nghệ thì mình thấy bây giờ quá trời nhiều người chạy rồi, cho nên là cạnh tranh khốc liệt, khách thì ít mà người chạy thì quá nhiều, nên là cũng không có gọi là khả thi. Rồi bán vé số cũng vậy nữa, lúc trước ngày bán được 300 tờ 400 tờ ngon, ngày kiếm 300-400 ngàn quá trời đã luôn. Còn bây giờ thấy mấy chị bán vé số dạo, gặp mấy chị thang bây giờ quá chứ nhiều người bán rồi cho nên là nhiều khi là bán từ sáng đến trưa luôn không được chị chứ, rất là chậm. Kiểu như vậy thì mình thấy rất là khó khăn luôn ha. Buổi chiều mà coi như không xong nữa là ế mà trả lại thì bữa sau đại lý nó không cho lấy nhiều. Giả sử mình lấy 200 tờ đi, mình trả lại 30-40 tờ rồi tao nói mình bán dở quá rồi, không lấy nhiều, lấy nhiều bán hết bữa nay sao trả ra nữa. Cho nên là bữa sau nó cho mình bữa nay lấy 200 tờ mình trả thì bữa sau nó cho lấy chừng 100-150 tờ thôi. Rất là khó khăn luôn ha, rất là buồn. Đó thì phải chịu trận thôi chứ biết sao giờ. Nhìn nó te tua tơi tả bớt xi lớp vậy đó. Đó thì đi một vòng mới thấy được cuộc sống của bà con bây giờ thì gọi là quá tả tơi bớt xi lớp luôn ha. Đó, đi cả nhà thấy te tua tơi tả hết trơn rồi. Để chạy xích xuống đây nữa. Đường ha, hai bên đường mà thấy vắng chỗ này cho nên là kinh doanh đâu có được gì đâu. Ngay đây là góc đường 3 tháng 2 ha, 3 tháng 2 với Trần Quý để ghi sẽ quay lại đó. Thì thấy là đây thì có một cái chỗ karaoke nữa, mà karaoke bây giờ coi như cũng thua rồi. Karaoke bây giờ thì gần như là khách người ta không có chuộng nữa. Ngày xưa thì tăng 2, tăng 3 rồi hay vô karaoke hát, còn bây giờ không biết sao nữa thì nhậu toàn là nhậu ở nhà không à. Có nhiều nguyên nhân. Thứ nhất đó là do là tình hình kinh tế khó khăn nên là hạn chế ra quán, hạn chế tốn kém ha. Nhậu nhà đỡ tốn kém hơn. Cái lý do thứ hai nữa thì bây giờ cái nồng độ cồn. Đó thì ra đường mà chạy xe mà lái xe mà có nồng độ cồn thì bị phạt cái 7 triệu, mức cao nhất là 7 triệu. Rồi tước bằng lái. Đây cái tòa nhà cả nhà mình thấy này, hai mặt tiền liền luôn ha, mà giờ không cho thuê được, khó khăn vô cùng luôn rồi, quá trời luôn rồi. Nó càng lúc thì càng vắng và càng ế rồi. Nhìn rất là chậm luôn ha. Những cái mặt tiền kinh doanh gọi là ngon lành cành đào thì bây giờ cũng ôm hận hết đó. Mình thấy cho thuê nhà hai mặt tiền liền luôn rồi, giờ đâu có cho thuê được đâu, nó khó khăn quá trời luôn. Hàng quán thì chỗ nào cũng vắng hết trơn, ế. Đó thì có nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân chính đó là do gọi là kinh tế bị suy thoái toàn cầu rồi, cho nên là Việt Nam mình cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Từ đó thì
dẫn đến một cái điều đó là cái tình hình gọi là tiêu xài của bà con nó chậm. Đến nhiều khi thì lúc trước thì buôn bán đồ rần rộ rộ dữ, còn bây giờ thì đâu có dám buôn bán nhiều nữa. Đó thì buôn bán nhiều thì vắng quá, ế quá, lỗ đó, rất là khó khăn luôn ha. Thì để đi sẽ chạy qua luôn, thẳng qua đường luôn. Đây thì cái nguyên nhân thứ hai nữa là bây giờ là người ta gọi là hạn chế đi nhậu, do là giờ ra mà đi nhậu bị phạt nồng độ cồn cái là coi như là mức cao nhất là 7 triệu đồng, rồi bị giam bằng lái 23 tháng, tước bằng lái 23 tháng và giam xe 7 ngày. Thì rất là khó ha, hai vợ chồng có hai chiếc xe để đi làm, chồng chiếc vợ chiếc, mà giờ bị giam xe cái coi như hai chồng còn có chiếc à, đi làm gì khó khăn là đứa con nữa. Rồi thêm cái nữa là trong 2 năm đó, 23 tháng nó không có bằng lái thì sống sao làm sao, thì ra đường chạy không có bằng lái thì bị phạt. Đó thì khó khăn đủ kiểu luôn đó, cho nên là bây giờ thì có quán nhậu đồ thì nó ế dữ lắm, do là kinh tế bị suy thoái, rồi thêm một phần là bị phạt bằng nồng độ cồn, cho nên là giờ là đa số là nhậu ở nhà nhiều đó, thì nhậu ở nhà nhiều thì coi như là quán đóng cửa, mặt bằng đóng cửa, nhân viên thì thất nghiệp. Đây khu vực này thì mình vào cái khu vực chợ Tân Thành ha, chợ Tân Thành thì mình thấy rồi, ở đây khu vực ở đây thì bán gọi là rất là nhiều luôn ha, về phụ tùng xe gắn máy. Ở đây thì nói về phụ tùng xe gắn máy là gần như là tất tật tất cả các loại luôn, nó thì bán đủ hết tất cả các loại luôn ha, loại nào cũng có hết chứ. Khi vào đây nhưng mà nhìn Tân Thành nè, mình thấy giờ chợ toàn là tiểu thương rồi chủ không à, còn khách đâu, nhìn không thấy khách luôn, rất là chậm ha. Đó, mình đi mình thấy đó, giờ là chủ cũng ngồi chơi rồi, nhân viên rồi thì bị mất việc rất là nhiều, do là kinh doanh buôn bán chậm quá, là không có đơn hàng, rồi khách khứa thì nó vắng, nên là chủ nổi dần dần là người ta cho nhân viên nghỉ việc hết đó, thì nghỉ việc hết thì sao, nghỉ việc hết thì bây giờ là chỉ còn chủ thôi đó, thì cuộc sống của bà con đây cũng rất là khó khăn ha, nhìn những hoàn cảnh này rất là buồn. Vì không đi hết cái chợ Tân Thành, lý do là bây giờ chợ thì vắng quá, ế quá, cho nên là Ri chỉ đi một vòng thôi để gia đình chúng ta cảm nhận được cái cuộc sống của bà con ở đây như thế nào. Đó thì để mình chạy qua thẳng qua đây luôn ha, qua đường Tân Thành khu vực bên đây luôn. Đây thì buổi sáng thì cũng có một cái chợ nhỏ ở đây nè, nhưng mà giờ này thì chợ tan rồi. Sáng thì khoảng từ cao điểm thì 7:30 thôi, 7:30 tới 8:30 9 giờ là chợ đã tan vắng rồi. Còn bây giờ mình thấy là đi vô đây đi, coi như là dạo một vòng ha, dạo một vòng thấy những cái quán ăn luôn, giờ bán gọi là heo hút luôn rồi. Đó, nhìn tình hình kinh doanh của bà con thấy không, tội quá trời tội luôn, bán thì không được gì hết, kinh doanh thì bây giờ là bao chậm luôn. Đó thì những cái mặt hàng mà bán mà chuyên danh như thế này đây nè, rồi phụ tùng rồi đó, mình thấy là bây giờ nó ế và nó vắng dữ lắm, rất là buồn luôn ha, nhìn rất là khó khăn. Đây, đi một vòng để gia đình chúng ta cảm nhận được, trời ơi vắng quá trời vắng luôn, vắng dữ luôn chứ không phải vắng bình thường ha. Đó, đây thì bà con người qua thì tập trung ở đây rất là nhiều ha, kinh doanh mua bán đây rất là nhiều đó. Mình thấy đây thì quá trời vắng rồi, nó vắng dữ luôn ha. Đó thì để đi sẽ đi ra, đi thẳng ra luôn, thẳng ra luôn, coi như là đi một vòng mình thấy nè, có bán khu vực này. Đây là người ta chuyên về cái ống thép tàu lớn ha, những cái dụng cụ mà cho máy tàu, tàu sông, tàu biển nữa cả nha. Đó, quá trời những cái ống này, thấy quá, nhìn nó gọi là chắc này là muốn xài là phải có cần cẩu, cần cẩu gọi là cẩu lên, không thì đi không có nổi rồi, nặng khủng khiếp luôn ha. Đó, chạy đi thấy là bây giờ là toàn là chủ không à, còn khách thì gần như là thấy rất là ít, leo hoe vậy. Thì kinh doanh chỗ này thì mệt chắc luôn rồi, đó, mệt dữ luôn chứ không phải mệt bình thường nữa, khó khăn trăm bề luôn. Giờ người giàu cũng khóc mà người nghèo cũng khóc nữa, mà người giàu thì được cái là thường thì người giàu được cái là ngồi trong xe hơi nó khóc, có máy lạnh đầu thổi quy vu mát rượi, còn người nghèo thấy là đạp cái xe đạp hay chạy xe máy mà ngồi khóc khói bụi nắng nôi, đó thì cũng là điều khóc hết. Nhưng mà hai cái cách khóc của người nghèo và người giàu nó khác nhau đó. Thì có nhiều người ta cũng nói là thà bây giờ cho tôi ngồi
trong khóc trong xe hơi còn hơn là ngồi cười trên xe đạp. Không thấy đó, người ta chấp nhận, nhưng mà khó khăn vẫn là khó khăn thôi. Cái gì cũng vậy hết trơn. Ước mơ không như là mơ ước, thấy này, vắng và ế quá trời luôn, thấy không? Tình hình rất là buồn luôn rồi. Nhìn nó te tua tơi tả bớt xe lết luôn. Chậm quá trời chậm. Đây thì mình ra tới khu vực Hồng Bàng rồi. Hồng Bàng với Hà Tôn Quyền đây. Thấy không? Để đây thì Ri sẽ đi một vòng khu vực Hồng Bàng nữa, xem tình hình ở đây thì như thế nào. Mình thấy là đường lớn, kinh doanh dữ như thế này nè. Nhưng mà rất là khó khăn, chậm quá trời chậm luôn. Nhìn gọi là đe tua tơi tả luôn ha, khá là vắng. Đó thì có anh bán bánh tráng ha. Anh chạy thì anh đạp chiếc xe đó thì coi như là vậy đó, một cái 10 mấy ngàn một cái. Ngày bán chục cái thì được 100 mấy ngàn, vốn thì không nhiều. Đó thì ngày thì dạo dạo bán được vài 30 cái, 50 cái thì cũng kiếm được vài trăm ngàn sống được. Cũng ngon lành cành đào ha. Coi như là việc nhẹ lương cao rồi. Đó, cái này là được nói là việc nhẹ lương cao luôn. Đó, khu vực đường Hồng Bàng này bây giờ đóng cửa cũng nhiều. Đây thấy là có cho thuê nhà nữa nè. Đó, thấy khó khăn không? Đây, quá trời luôn. Đó thì rất là vắng ha. Đó, nhà cho thuê nữa nè. Bây giờ coi như là làm ăn cái gì cũng gọi là chậm hết trơn. Rất là chậm ha. Đó, đi để cả nhà mình cảm nhận được. Te tua tơi tả bớt xe lết luôn. Cuộc sống bây giờ coi như là